Khối các ngành khoa học xã hội luôn được thí sinh dành nhiều sự quan tâm. Xin hỏi Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bà có nhận định như thế nào về dự kiến điểm chuẩn của khối ngành này ạ? Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là trường đại học đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo khoa học xã hội và nhân văn, vì vậy luôn luôn thu hút được một cái sự quan tâm rất lớn của công chúng xã hội và của các em thí sinh. Nhà trường có một cái hệ thống các chương trình đào tạo rất là phong phú, có 31 chương trình đào tạo ở bậc cử nhân, trong đó thì có nhiều ngành hấp dẫn và thu hút cái sự quan tâm lớn của nhu cầu cao của xã hội, ví dụ như là báo chí, quan hệ công chúng, Hàn Quốc học, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, tâm lý học, quốc tế học, đông phương học, khoa học quản lý, vân vân. Và trong thời gian vừa qua, chúng tôi có nhận được rất là nhiều những ý kiến của các em học sinh hỏi về các cái ngành này, và chúng tôi cũng đã tư vấn và cũng chia sẻ một cách hết sức là cụ thể trên các website của nhà trường, đặc biệt là website chính thống của nhà trường cũng như là trang tuyển sinh, và các quý vị cũng có thể là tham khảo thêm về từng ngành trên các cái kênh truyền thông của nhà trường. Năm 2023, với cái năng lực đào tạo của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thì Đại học Quốc gia có giao chỉ tiêu 2.000 chỉ tiêu cử nhân cho nhà trường, và cũng đã tăng hơn so với các năm trước 350 chỉ tiêu. Và đây cũng là một cái cơ hội rất lớn để cho các bậc phụ huynh cũng như các em thí sinh yên tâm đăng ký xét tuyển vào nhà trường. Nhà trường có 5 phương thức tuyển sinh, và đặc biệt là dành một cái tỷ lệ rất lớn cho cái phương thức xét tuyển từ kết quả điểm trung học phổ thông, khoảng 50% tùy theo các ngành, và phương thức đánh giá trên cơ sở cái điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội khoảng 30%. Và đây cũng là một cái cơ hội rất lớn để các em học sinh sau khi biết được cái điểm thi trung học phổ thông sáng nay có thể mạnh dạn và đăng ký vào các ngành phù hợp với cái năng lực sở trường của các em. Cũng có nhiều bậc phụ huynh quan tâm đến điểm chuẩn, thì chúng tôi cũng chia sẻ rằng là cái điểm chuẩn thì nó phụ thuộc theo các ngành. Và đối với trường Nhân văn thì điểm chuẩn năm nay cũng có thể đối với một số ngành là thấp hơn so với năm ngoái, tùy theo các cái tổ hợp. Tuy nhiên thì các bậc phụ huynh không phải quá lo lắng về điểm chuẩn, bởi vì theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được đăng ký không hạn chế các nguyện vọng. Và vì vậy thì các em hãy lựa chọn nguyện vọng nào mà mình cảm thấy là quan tâm, hứng thú nhất, sở trường của mình và cái niềm đam mê của mình thì đặt ở nguyện vọng 1, và tuần tự như vậy đối với các cái độ giảm dần các cái nguyện vọng tiếp theo. Và như vậy thì cái cơ hội đỗ cho các em, nếu như các em không đỗ được nguyện vọng đầu thì các em vẫn có thể đỗ được những nguyện vọng tiếp theo và không bị ảnh hưởng gì so với cái việc là xét theo cái điểm chuẩn của từng trường cả, bởi vì đây là xét theo thứ tự các bậc ưu tiên về nguyện vọng của thí sinh. Và các em đã được nhà trường thông báo xét tuyển thẳng, xét tuyển sớm, thì cũng chú ý rằng các em phải đăng ký trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đấy là nguyện vọng số 1, thì các em sẽ được chắc chắn lựa chọn vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và các thầy cô của nhà trường thì đã chuẩn bị rất là sẵn sàng để đón những tân cử nhân, tân của sinh viên của năm 2023. Và chúng tôi rất hy vọng là sẽ được đón các em vào trong tháng 9 này. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn câu trả lời của Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thu Hương. Và kính thưa quý vị, năm nay thì khoa các khoa học liên ngành là đơn vị tiên phong đào tạo lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Khoa đã có sự chuẩn bị như thế nào về việc đào tạo khóa ngành đầu tiên cho chuyên ngành thiết kế sáng tạo với 3 chuyên ngành? Với câu hỏi này thì xin mời Thạc sĩ Đinh Việt Hải, Phó trưởng phòng đào tạo thông tin tới thí sinh ạ. Khoa các khoa học liên ngành của chúng tôi rất vinh dự được là một trong 6 có ngành thiết kế sáng tạo là một trong 6 ngành đào tạo mới của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 bắt đầu tuyển sinh. Và chúng tôi đã trực tiếp góp phần vào việc tiếp tục phát triển cơ cấu ngành nghề đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội đa ngành đa lĩnh vực, với ngành thiết kế sáng tạo với 3 chuyên ngành của chúng tôi về thời trang và sáng tạo, đồ họa công nghệ số và nội thất bền vững, được xây dựng trên cơ sở của 3 cái trụ cột về mỹ thuật sáng tạo, về công nghệ và quản trị kinh doanh, nhằm giúp cho người học có thể đạt được những cái năng lực tốt nhất trong cái lĩnh vực thiết kế sáng tạo, nhưng đồng thời có thể triển khai khởi nghiệp và phát huy những cái giá trị hiệu quả của cái sản phẩm thiết kế sáng tạo của mình.
sự chuẩn bị của khoa đã diễn ra từ năm 2019 khi bắt đầu xây dựng ý định mở ngành, và từ năm 2020 xây dựng ngành đào tạo, cơ sở vật chất và đội ngũ, đặc biệt là về đội ngũ. Hiện nay thì chúng tôi đã có một cái khu không gian sáng thiết kế sáng tạo chuyên biệt tại tòa nhà C1T ở 144 Xuân Thủy với diện tích là gần 800 m², với những phòng thực hành chuyên ngành của cả đồ họa, cả nội thất và thời trang. Chúng tôi cũng có các cái khu giảng đường phụ trợ cùng các cái hệ thống thiết bị và dụng cụ dạy học, cũng như là các cái ứng dụng và các phòng máy để tổ chức đào tạo. Cơ sở vật chất chỉ là một yếu tố, và bên cạnh đó thì đội ngũ giảng viên của khoa có lẽ là điều mà chúng đã được xây dựng và chuẩn bị trong một thời gian khá dài với gần 20 giảng viên của chuyên ngành. Các thầy cô đều là những người có cái trải nghiệm học tập, đào tạo trong các cái môi trường đa văn hóa và cả quốc tế và ở Việt Nam. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả là thực hành nghệ thuật của đội ngũ giảng viên ở khoa các khoa học liên ngành. Thì nếu như quý vị và các bạn học sinh mà chúng ta có theo dõi thì chúng ta sẽ thấy những giảng viên, những các thầy, các cô của khoa liên tục có những cái thực hành nghệ thuật trong cái chuỗi các cái hoạt động của cái đời sống văn hóa nghệ thuật của thủ đô cũng như là của cả nước. Và điều mà chúng tôi muốn nói thêm ở đây là ngoài đội ngũ giảng viên chuyên ngành thì đội ngũ giảng viên của khoa các khoa học liên ngành trong lĩnh vực về công nghiệp văn hóa, truyền thông và thương hiệu, di sản và đô thị đều có những giảng viên tham gia vào việc đào tạo của sinh viên ngành thiết kế sáng tạo. Và đó là một cái điểm đặc sắc rất là thú vị, bởi vì sinh viên của chúng ta có thể nói là đi tìm cái tính bản địa từ trong nội thất, từ trong thời trang, từ trong thiết kế, thì chính là dựa trên những cái nền tảng của những ngành đào tạo khác của khoa cũng có cung cấp. Và cái điểm nữa mà chúng tôi đã chuẩn bị, quan trọng nữa là chuẩn bị cho chính người học. Với kỳ thi năng khiếu mỹ thuật sáng tạo được tổ chức trong tháng 4, tháng 5 vừa rồi, khoa các khoa học liên ngành đã có gần 1.000 lượt thí sinh dự thi. Và chính các em trong quá trình đăng ký và tham gia chuẩn bị kỳ thi cũng đã làm quen với một cách tiếp cận về một cái ngành đào tạo của khoa, và đã có được nhiều những cái thông tin để chuẩn bị cho cái quá trình lựa chọn ngành nghề của mình. Thì chúng tôi tin tưởng là với những cái sự chuẩn bị như vậy, cùng với sự đầu tư và chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội ở trong thời gian qua cũng như là trong những năm tới đây, thì khoa các khoa học liên ngành sẽ và đã và sẽ sẵn sàng những điều kiện tốt nhất để đón những cử nhân khóa một đầu tiên của ngành thiết kế sáng tạo ở khoa các khoa học liên ngành nói riêng và đối với lĩnh vực đào tạo về nghệ thuật tại Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung. Xin cảm ơn quý vị. Xin chân thành cảm ơn câu trả lời của Thạc sĩ Đinh Việt Hải. Và tiếp theo là một câu hỏi liên quan đến trường đại học ngoại ngữ. Có bạn thí sinh thắc mắc không biết là năm 2023 thì các ngành tuyển sinh của trường đại học ngoại ngữ có gì mới, và cách tính điểm xét tuyển của trường năm nay có gì khác so với mọi năm, và thí sinh sẽ có những cơ hội nào để vào nhà trường. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Xuân Long, Phó Hiệu trưởng trường đại học ngoại ngữ tư vấn chi tiết cho thí sinh ạ. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Hội đồng tuyển sinh của trường đại học ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Với cái hình thức xét tuyển của năm 2023 của trường đại học ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, thì về chỉ tiêu tuyển sinh thì nhà trường có 1.650 chỉ tiêu tuyển sinh. Về phương thức xét tuyển thì có 4 cái phương thức xét tuyển giống như năm 2022. Về các cái ngành đào tạo thì hiện nay nhà trường có 14 cái chuyên ngành đào tạo, trong đó có 8 ngành về ngôn ngữ là Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn và Ả Rập. Có 4 ngành về sư phạm là sư phạm tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Trung. Ngoài ra thì có một cái chương trình đào tạo ngành liên kết quốc tế với Đại học Johns Hopkins của Mỹ. Với năm 2023 thì nhà trường có một ngành mới là ngành văn hóa truyền thông xuyên quốc gia. Đây cũng là một ngành được định hướng theo hướng quốc tế học của ngành ngôn ngữ Anh. Với những cái phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển sớm thì nhà trường đã công bố cái kết quả trên website của nhà trường và cũng cá thể hóa gửi cái kết quả đến các cái thí sinh. Và dự kiến trang đầu tuần tới thì nhà trường sẽ công bố cái xét tuyển thí sinh sử dụng cái chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp với điểm thi trung học phổ thông để các em có đầy đủ các cái thông tin cũng như là kịp thời để đăng ký xét tuyển trên cái cổng thông tin của Bộ trước ngày 30 tháng 7.
Với các bạn chưa trúng tuyển thẳng hay là xét tuyển sớm ấy, thì vẫn còn nguyên cơ hội để vào trường đại học ngoại ngữ, vì các bạn vẫn có thể sử dụng cái kết quả kỳ thi trung học phổ thông 2023, và điểm xét tuyển thì được tính trên thang điểm 40, và với điểm ngoại ngữ thì nhân hệ số 2 cộng thêm các cái điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Xin hành cảm ơn câu trả lời của ông Nguyễn Xuân Long. Và sau đây, một thí sinh đến từ Nghệ An có câu hỏi. Em có dự kiến được khoảng 24 điểm thi vào khối C. Em thích làm việc liên quan đến lĩnh vực văn hóa, lịch sử và truyền thông. Với số điểm này thì liệu em có thể đăng ký vào ngành quản trị tài nguyên di sản được không ạ? Và xin mời tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng truyền thông và tuyển sinh giải đáp cho thí sinh ạ. Trước tiên thì xin cảm ơn câu hỏi của em đã quan tâm tới khoa các khoa liên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì bên cạnh ngành mới của khoa năm 2023 này là thiết kế sáng tạo như thầy Đinh Việt Hải vừa chia sẻ, thì khoa chúng tôi cũng có 4 chương trình đào tạo trước đây đã tuyển sinh, đó là quản trị thương hiệu, quản lý giải trí và sự kiện, quản trị đô thị thông minh và bền vững và quản trị tài nguyên di sản. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cái ngành mà có cái sự đầu tư cũng như là bề dày của khoa, bởi vì chúng tôi đã đào tạo cả ở bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Thì cũng chia sẻ với các bạn với bạn như thế này ạ, bạn có thể tham khảo với mức điểm chuẩn của 2 năm trước của ngành đã tuyển sinh. Ở năm 2021 thì mức điểm chuẩn là 24,55. Và ở năm 2022 thì mức điểm chuẩn đang là 24,78. Thế thì với cái mức điểm chuẩn này thì trong các năm trước thì chúng tôi không chia điểm theo tổ hợp, tức là không chia theo khối A, C, D đấy ạ. Còn năm nay thì nhà trường cũng có tuyển sinh theo tổ hợp. Thế nên là với cái mức điểm 24 của bạn thì như các chuyên gia cũng như là Bộ Giáo dục đã công bố điểm trung học phổ thông thì các bạn thấy là có một xu hướng điểm giảm nhẹ. Và chỉ tiêu của ngành quản trị tài nguyên di sản của khoa các khoa liên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay thì lại tăng lên với số lượng gấp đôi, tức là 120 chỉ tiêu. Thế thì với mức điểm của bạn thì hoàn toàn bạn có thể là đặt nguyện vọng tương đối cao một chút vào ngành quản trị tài nguyên di sản, thì cơ hội chắc chắn là sẽ có nhiều. Bạn thích du lịch, bạn thích văn hóa truyền thống thì học quản trị tài nguyên di sản chắc chắn sẽ cung cấp cho các bạn những cái kiến thức như vậy. Còn ngoài ra thì với cái định hướng đào tạo liên ngành sáng tạo và nghệ thuật của khoa thì chúng ta sẽ còn được học cả những kiến thức về marketing, về truyền thông, về kinh doanh, để các bạn sau này ra trường có rất nhiều các cái vị trí việc làm, ví dụ như là các bạn có thể làm về truyền thông di sản, về du lịch di sản, hay là kinh doanh khởi nghiệp bằng các giá trị di sản, cũng như là các cái công việc tương đối là truyền thống như là quản lý văn hóa, bảo tàng, bảo tồn. Thế nên là nếu như bạn mà các bạn tương tự mà có cái nguyện vọng thì cứ mạnh dạn đặt vào khoa, và hy vọng là em sẽ đạt được cái ước mơ của mình, và hẹn gặp lại em ở khoa các khoa liên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn câu trả lời của bà. Và sau đây, thí sinh Mai Quỳnh đến từ Nam Định có một câu hỏi dành cho trường Đại học Ngoại ngữ. Kính thưa thầy cô, hiện nay nhà trường đã công bố kết quả xét tuyển sớm cho một số lượng thí sinh đủ điều kiện. Không biết là trong thời gian tới thì chúng em cần làm gì tiếp theo ạ? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Lan, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội trả lời thắc mắc cho thí sinh ạ. Cảm ơn Mai Quỳnh với câu hỏi của em. Chắc hẳn là em cũng đã quan tâm đến trường Đại học Ngoại ngữ đúng không? Thì ngay tại thời điểm mà chúng ta đang livestream ở đây thì trường Đại học Ngoại ngữ đang tổ chức khai giảng và bắt đầu chuyên đề số 1 của khóa học có tên là ULIT Success, hành trang tới tương lai. Đây là khóa học được thiết kế dành riêng cho các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ, với một cái mục đích rất là giản dị, đó là làm sao giúp các em làm quen với môi trường học tập tại đại học, chuẩn bị tâm thế để bắt đầu cuộc sống sinh viên rất là thú vị trước mắt. Và khóa học này thì gồm có 5 chuyên đề với những cái kỹ năng mà các em cần để bắt đầu cuộc sống sinh viên, ví dụ như là định vị bản thân tại môi trường đại học, quản lý thời gian, xác lập mục tiêu, quản lý tài chính cá nhân, vân vân. Và với những cái nhóm thí sinh các em quan tâm đến trường Đại học Ngoại ngữ thì khi hoàn thành cái khóa học này, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Còn với những bạn nào mà sẽ trở thành ULISER tương lai thì khóa học này sẽ được xác nhận tương đương với một cái học phần trong chương trình đào tạo chính quy, đó là kỹ năng bổ trợ. Vì vậy là nếu như mà em đã trúng tuyển có điều kiện theo cái phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm thì hy vọng là em có thể tham gia cái khóa học này để chuẩn bị tốt nhất cho hành trang sắp tới. Bên cạnh đó thì ngày 24 tháng 7 thứ hai tuần tới lúc 20 giờ thì nhà trường cũng tổ chức một buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến, và trong cái buổi tư vấn này thì sẽ có những cái công bố về thống kê cái điểm chuẩn hàng năm, cũng như tư vấn cho các em làm sao để sắp xếp nguyện vọng tốt nhất để đảm bảo cái cơ hội cao nhất để trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ. Rất là mong được gặp lại các quý vị phụ huynh, các em học sinh ở cái buổi tư vấn này.
Xin chân thành cảm ơn câu trả lời của bà. Và tiếp theo là các câu hỏi dành cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xin mời đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giải đáp cho thí sinh. Thưa cô có thể cho em biết thêm về thông tin và học phí các ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn được không ạ? Và một số ưu đãi, học bổng cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường được không ạ? Em nghe một số ý kiến cho rằng học các ngành ở Khoa học Xã hội và Nhân văn thì sẽ khá là khó xin việc làm và không biết là có đúng không ạ? Sinh viên của trường ra trường thì tỷ lệ có việc làm có cao không ạ? Và nhà trường có hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên không ạ? Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn từ năm 2022 thực hiện theo chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội thì đã có những cái đề án hỗ trợ và thu hút sinh viên tài năng cho các ngành khoa học cơ bản. Trong đó có 9 ngành khoa học cơ bản của nhà trường, bao gồm văn học, lịch sử, triết học, Hán Nôm, chính trị học, tôn giáo học, ngôn ngữ học, nhân học, Việt Nam học. Và mỗi một năm thì nhà trường dành 5 suất học bổng cho mỗi một ngành. Và cái một suất học bổng này thì bao gồm toàn bộ là miễn phí, học phí. Đồng thời mỗi một em sẽ có 2 triệu một tháng tiền hỗ trợ cho sinh hoạt phí. Các em có thể tạo điều kiện ở trong ký túc xá. Và một điểm nữa hết sức là quan trọng, đó là từng sinh viên sẽ được các giáo sư hỗ trợ ngay từ những năm tháng đầu tiên khi nhập học và sẽ dìu sát cho các em trong suốt 4 năm học tại trường. Và đây cũng là một trong những cái hoạt động thể hiện một cái triết lý xuyên suốt của nhà trường là luôn luôn hỗ trợ chăm sóc đối với các cái sinh viên tham gia học tập tại trường. Và bên cạnh quỹ học bổng thu hút và hỗ trợ tài năng thì nhà trường còn có rất nhiều những cái học bổng kết nối với các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp trong và ngoài nước, ví dụ như học bổng Mitsubishi, ví dụ như là học bổng về Lotte, ví dụ như là học bổng BIDV, học bổng Đào Minh Quang, học bổng Đinh Thiện Lý, vân vân. Và đặc biệt thì nhà trường có một cái mạng lưới kết nối với các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng để hỗ trợ cho sinh viên ngay từ khi học tập tại trường đã có được một cái điều kiện để có thể trang bị cho mình những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái phẩm chất cần thiết để có thể gia nhập với cái thị trường lao động một cách nhanh chóng nhất. Trong năm 2022 thì nhà trường đã tổ chức những cái ngày hội việc làm và thu hút sự tham gia của hơn 100 các cái doanh nghiệp, cung ứng 1.000 các cái vị trí việc làm rất là có giá trị thiết thực đối với sinh viên. Và ngay cả những cái ngành mà được xã hội nhìn nhận là khá là kém người học, ví dụ như là Hán Nôm, ví dụ như là tôn giáo học hay là chính trị học, thì trên thực tế cái nhu cầu của các cái nhà tuyển dụng thì vẫn rất là phong phú và vẫn có rất nhiều các cái cơ hội việc làm cho các em sinh viên. Về tỷ lệ việc làm, ngay cả những cái ngành mà được coi là cơ bản thì chúng tôi vẫn thấy là hơn 90%, từ 80 đến 90% sinh viên đã có việc làm, và đặc biệt là có nhiều em đã có việc làm ngay từ năm thứ tư, là đầu năm thứ tư. Thì đấy cũng là một cái tín hiệu để cho thấy cái sức hút quan lớn, sự quan tâm lớn của xã hội đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn, và đặc biệt là cái sự tin cậy của xã hội đối với chất lượng đào tạo có uy tín của nhà trường. Và tôi thì hoàn toàn tin là các em khi được học tập tại trường thì các em sẽ có một cái trải nghiệm vô cùng thú vị, không chỉ là những cái năm tháng các em được học tập và có được cái trang bị những kiến thức chuyên sâu, mà các em sẽ được trải nghiệm trong môi trường nhân văn, nhân ái. Và tin rằng thì đây cũng sẽ là những cái tố chất để các em thành công và bền vững trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn.